Thành ủy Tân An tổ chức hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân, đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 4 dự án. Công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước với 251 hộ bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi khoảng 4,4 ha đã chi trả với số tiền 549 tỷ đồng. 19 dự án công trình đang triển khai thực hiện tiếp tục với hơn 1.060 hộ cần thực hiện giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Dịp này, 6 tập thể, 27 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố Tân An.